For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý. 2023, năm kỷ lục 100 tỷ đồng của phim Việt. Nhà bà nữ, Lật mặt 6 giúp phim Việt có một năm bùng nổ kỷ lục 100 tỷ đồng. Loạt tác phẩm ăn khách làm nên bức tranh doanh thu sáng màu cho phim Việt Nam trong năm lấn át phim nước ngoài. Giữa tháng 12, Người vợ cuối cùng, phim 18 cộng do Victor Vũ đạo diễn, Cathy Nguyễn đóng chính, vượt 100 tỷ đồng. Với con số này, lần đầu tiên trong lịch sử, phòng vé Việt, 6 dự án có doanh thu cao nhất năm đều là phim trong nước gồm Nhà bà nữ 458 tỷ đồng, Lật mặt 6 272 tỷ đồng, Đất rừng phương Nam 140 tỷ, Siêu lừa gặp siêu lầy 121 tỷ, Chị em 2 121 tỷ và Người vợ cuối cùng. Điều này trái ngược với năm ngoái khi Em và Trịnh, Phan Gia Nhật Linh, phim Việt có doanh thu cao nhất 2022 với 97 tỷ, chỉ xếp thứ 6, các phim trong top 5 đều là dự án Hollywood Hàn Quốc. Trong danh sách phim ăn khách nhất năm, Nhà bà nữ và Lật mặt 6 góp công lớn giúp phòng vé sôi động. Dịp Tết Quý Mão, bộ phim của Trấn Thành tạo cơn sốt lớn là tác phẩm cán mốc 200 tỷ đồng, nhanh nhất chỉ sau 7 ngày ra rạp, vượt Bố Già năm 2021 cùng do Trấn Thành đồng sản xuất đạo diễn là 10 ngày. Theo ước tính của CJ, đơn vị phát hành, 2 triệu lượt khán giả đến rạp xem Nhà bà nữ. Tác phẩm cũng lập mốc là phim Việt có doanh thu một ngày cao kỷ lục 35 tỷ đồng, đồng thời có suất chiếu trong ngày cao nhất mọi thời đại, hơn 4.500 suất trên toàn quốc. Chỉ sau 23 ngày ra rạp, phim cán mốc 421 tỷ vượt qua Bố Già để trở thành tác phẩm doanh thu cao nhất mọi thời đại của điện ảnh Việt. 3 tháng sau, Lý Hải tiếp tục đại thắng với Lật mặt 6. Ra mắt dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Lật mặt 6 thắng lớn khi chiếm 2/3 tổng doanh thu phim rạp kỳ nghỉ lễ. Ước tính hơn 1,2 triệu lượt người đi xem phim trong 4 ngày đầu ra rạp. Sau một tuần công chiếu, tốc độ bán vé của phim vẫn lấn át bom tấn Marvel Vệ binh Giải Ngân Hà 3, tác phẩm cán đích với 272 tỷ đồng. Trở thành phim Việt ăn khách thứ 3 lịch sử sau Nhà bà nữ và Bố Già. Dù thắng đậm, phim Việt có một năm ồn ào về chất lượng. Đất rừng phương Nam, đạo diễn Quang Dũng là một trong những tác phẩm chịu nhiều phản ứng từ khán giả. Trước khi phát hành, khâu tuyển diễn viên, tạo hình nhân vật gây bàn tán. Trong đó tạo hình Bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai, Võ Tòng do Mai Tài Phến bị nhiều khán giả chê là không đạt, diễn viên kém kinh nghiệm diễn xuất so với Đất phương Nam bản truyền hình. Nhiều tác phẩm trăm tỷ mắc lỗi về kịch bản. Với Nhà bà nữ, Trấn Thành bị nhận xét là lạm dụng lối thoại ồn ào theo hình thức đấu khẩu của các nhân vật. Lật mặt 6, câu chuyện về nhóm bạn tranh nhau tờ vé số độc đắc, đuối sức ở nửa sau của kịch bản. Tình huống nhóm nhân vật đánh nhau truy đuổi rồi gặp nạn vào bệnh viện liên tục lặp lại tạo cảm giác nhàm chán. Cuối phim khi bất ngờ lớn nhất bị lật tẩy, nhân vật giải thích khiên cưỡng kém thuyết phục. Không ít phim 18 cộng gây tranh cãi về nội dung, trong đó có Chị em 2, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Tương tự, Người vợ cuối cùng, tác phẩm tái xuất của Victor Vũ sau 2 năm bị nhiều khán giả đánh giá giàn trải thiếu điểm nhấn. Đề tài thân phận người vợ lẽ thời xưa vốn được khai thác nhiều trên phim truyền hình lẫn điện ảnh, lối kể chuyện dẫn dắt của Victor Vũ không tạo được đột phá, dù đầu tư về bối cảnh, cách triển khai của đạo diễn kém kịch tính so với tiểu thuyết gốc Hồ Oán Hận của nhà văn Hồng Thái. Trần Linh Nguyễn nói, đặt niềm tin vào cộng đồng biên kịch trẻ hiện nay khi tay nghề tư duy của họ đã được trau dồi. Hiện biên kịch tốt rất khan hiếm, nếu là một người viết hay, bạn lập tức sẽ được mọi hãng phim săn đón, đạo diễn nhận định. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.